Mình lên thêm cho các bạn một số mẫu mới về dòng trang sức đá quý được khai thác trong tự nhiên tại tỉnh Yên Bái. Đây chỉ là một trong số rất ít mẫu mà mình đang sưu tầm. Có anh em nào tò mò về nó như mình không ạ? Hãy đăng ký kênh và bật nó ở chế độ theo dõi. Đây là dòng Sibinio với màu sắc đa dạng. Sau khi được các thợ thủ công lành nghề chế tác, nó đã có diện mạo mới hoàn toàn. Các bạn thấy thế nào về những mẫu này ạ? Hãy để lại suy nghĩ của các bạn ở phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.